được, được. Sao mà không qua ta? Bóng chuyền hay bóng đá? Bóng chuyền được đá chứ. Ai mà vượt tay mà thể hiện? Nó bị lên trời. Gãy lộn đi. Vừa rồi là rip dùng chân thì bóng chuyền sau khi chúng tôi kiểm tra lại là được dùng chân, tuy nhiên dùng chân nhưng mà không qua. Đúng rồi, rồi đúng rồi. Bóng không qua. Giỏi quá, rất là giỏi quá. Tôi ghi điểm nha. Em ơi đít ơi sợ quá. Em ơi đít ơi sợ quá. Rồi. Sợ mày ơi. Hót gì mà hót dữ vậy? Trái bánh hay trái lựu đạn mà sợ? Sao vậy? Thôi em ơi em qua đi, chung với anh sợ quá. Người quá sao nó đau dữ vậy? Nó sẽ có những cái cú tuyết. À, sao anh lên 14 vậy? Thì lên 14 đi cho nó bước qua luôn. Anh ơi nó lên 16 rồi. Em cơ nhiều quá phải lên 16. Anh, cho em lên 16 luôn. Em chấp alo anh sợ chấp 17 nè. Trời anh ơi. Chơi không? Ờ ngon à. Em 18 nè. Em 18 nè. Mắc rồi mồm ra. Mắc rồi mồm ra. Trời ơi. Mắc rồi. Mắc rồi luôn. Tôi mắc rồi. Đau cơ quá. Mai nó bốc khói rồi. Ê sao nó đau quá vậy? Sao nó kiến đau quá vậy? Ai biểu dặn lên tới 19? Chúng em là bé. Chúng em là bé. Chúng em là bé. Ây da. Chúng em là bé hư. 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 Đã dò. Hey. Mời. Thôi à, mệt quá. Hòa nhập cộng đồng rồi. Em hòa nhập cộng đồng rồi. Ai lần 4 vòng à? Trời ơi, nói gì mà ăn nghiệp chết em ơi. Sẵn sàng chưa? Gió nha. Rồi cái chạy lên liền. Bên phải lỏng nha. Bên bên mình ăn tại vì bóng qua bên đó. Đây. Đưa đây. Lên. Này anh, bấm bấm từ từ. Ôi, con này. Trời ơi. Em sao mà em. Tôi gỡ cái vai của anh ra. Anh định chơi tôi. Không ra ngoài anh Lâm ơi. Dọn. Không, đứng gần đây nè. Mắc gì? Anh nhắn lưới đi. Anh nhắn lưới đi, trả xử cho. Đánh em ơi, quất liền. Hay quá em. Cái gì vậy? Tại vì em ở trên đây rồi. Dở quá. Rồi Dương Lâm ghi điểm. Yeah. Dạ mọi người ơi, tập trung giùm em là tuyển thủ thể thao. Okay, tập trung các phát bóng của em nè. Okay. Vậy nè, vậy thôi. Tầm vậy nè. Đúng qua thôi. Đi vậy thao. Ê. Rồi anh Lộc. Ê. Lên em, lên. Lên em. Đập bóng tay chạm lưới, đội Dương Lâm ghi điểm. Đúng vậy. Yeah. Ôi, tính quánh vô cái lò mũi anh đúng rồi. Dĩ một bên thôi. Dĩ kiệm tướng cho tôi. Kiệm tướng chứ, kiệm tướng. Đỡ lên, làm lại đội tao. Từ từ. Sao cái? Sao cái? Không, mình không muốn đi đây mà.
Vướng á anh. Đi đỡ lên từ từ thôi, thôi mình đỡ thôi. Hất lên cái hai, hất lên cái hai. Nè kìa, gốc kìa. Chạy. Chạy, chạy. Quýt đây, quýt, quýt, quýt. Ủa? Ê! Được. Sao mỏng qua ta? Bóng chuyền hay bóng đá? Bóng chuyền được đá chứ. Được. Ai mượn tay mà thể hiện? Nó bị lên trời. Hãy lộn, hãy lộn đi. Vừa rồi là rip dùng chân. Thì bóng chuyền sau khi chúng tôi kiểm tra lại là được dùng chân. Tuy nhiên dùng chân nhưng mà không qua. Đúng rồi, bóng không qua. Giỏi quá, rất giỏi quá. Tôi ghi điểm nha. Em ơi, đít hơi sợ quá. Rồi. Sợ mày ơi. Hót gì mà hót dữ vậy? Trái banh hay trái lựu đạn mà sợ? Sao vậy? Thôi em ơi, em qua đi chung anh sợ quá. Tôi kiếm em, hôm qua em hành hạ tôi. Bây giờ tôi kiếm mình em thôi. Được. Mọi khi ghi thêm điểm. Ngủ cho nhiều vô. Có đâu. Thế banh vậy mà đánh được. Chán đi. Qua đây qua chơi bên đây anh ơi. Dưới một bên thôi. Dưới một bên thôi. Để tôi. Dạ. Ai vậy đây? Tuấn Lực ghi được 5 điểm đầu tiên. Đổi sân. Yeah. Yeah. Chỉ cần cho mình ngủ đủ thôi là mình thấy mình khác liền, thấy không? Đúng rồi. Hôm qua là mình chưa đủ lắm á mà mình mạnh dữ vậy đó. Lỏng quá trời. Yeah. Cái gì? Sợ gì? Sợ tao. Ủa. Yeah. Trời, đổi huy ghi điểm. Trời ơi, hay quá. Hiếu à Hiếu, đánh cao lên Hiếu. Tới bất ngờ quá anh. Ngờ gì là không lo, không lo đánh, lo nói chuyện không à? Hai mẹ nói chuyện à? Nếu mà bánh đâu mình cùng chạy qua nha, bên này lỏng em không chạy qua được. Lòng ơi, lòng ơi, đội tiếng Lực ghi điểm. Lòng ơi, chắc tới 10 tháng rồi mình nằm lẹ luôn ha. Rồi giết đi anh ơi. Hôm qua mình hành hạ tôi với hồ bơi hả Lâm ơi? Vô thủ liền nha anh em ơi. Em cũng có ngày hôm nay Lâm ơi. Nè mấy anh ơi. Trời ơi, đi điểm thôi anh em ơi. Trời ơi. Đội Dương Lâm ghi điểm. Về đi nha. Dí một bên. Hiểu, nhẹ qua thôi. Mình á. Từ từ. Có chừng. Phải. Để chị em ơi. Trở lại. Bóng độn. Yeah. Mấy lại? Trắng bóng tốt. Đội Huy ghi điểm. 9 điểm. Dí một bên thôi. Đúng rồi. Này thì dí một bên thôi. Anh ơi em xin lỗi anh. Tại sao nãy dám dí tụi tôi? Tôi kêu bên kia. Sao mà? Không chịu. Một đúa. Trời ơi. Chết rồi. Hai. Ui. Từ từ nha. Rồi Quyên ơi. Rồi trắng bóng thất bại, đội của Huy Tuấn Lực thắng. Trời ơi. Đến sân tiếp đi ạ. Cần ngủ đủ. Tranh ba tư thôi. Ê, mình chơi thắng hồi tí nữa họ cũng lấy điểm của mình rồi sao? Chứ sao bị lấy mà mình thắng.
mình được cái mình thắng danh dự. Chán ghê, lúc nào cũng vậy á. Di chuyển. Đỡ lên anh. Chưa sao? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trời ơi. Trời ơi. Anh được đánh mà. Cố lên, cố lên. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hay lắm ơi, hay lắm ơi. Hay lắm ơi, hay lắm ơi. Hay quá. Mà mà đợi gian ghi điểm. Sao em hoài vậy? Anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thôi, xong. 2, 3. Đó. Giết. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Để em. Bỏ luôn, bỏ luôn. Bỏ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá, đỡ lên. Thua thì thôi. Thua thì thôi. Hay quá, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi! Thôi thôi! Thôi! Yeah! Thôi luôn! Qua đây! Qua đây! Qua đây! Qua đây! Qua đây! Qua đây! Cho ăn nè! Cho ăn nè! Giỏi quá! Đi! 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 Từ từ! Từ hiểu! Trời ơi! Thua thì thôi! Thua thì thôi! Ồ! 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 Cho nè! Cho ăn nè! Cho ăn nè! Ồ! Ê! Coi chừng mấy cái đó hụt quá nha! 1, 2, 3! Hay quá vậy? Hay quá vậy? Không dễ chơi. Đây, một phát nữa là ăn luôn. Dạ em ơi. Đó. Ôi dạ. Phát bóng ra ngoài, đổi phát bóng. Ủa? Bỏ, bỏ, bỏ. Trời ơi. 17. Rồi, như vậy là đội của Trường Giang đã được hạng nhì rồi. Bét thì bét chứ. Thua thì thôi. Hoàng hoàng. Thôi, buổi sáng khởi động như thế này thấy thế nào ạ? Tuyệt vời. Ok ạ. Mệt lã người. Rồi, bây giờ thì đội nào sẽ lên báo trước là các bạn lấy điểm từ đâu ạ? Trời ơi, trả thù liền luôn. Không bạn ơi. Trầm hương. Có chân khờ khạo, có chân khờ khạo. Ok. Trời ơi, còn gì nữa em? Còn gì nữa? Anh bây giờ... Trời ơi, anh giống như ngày xưa mà hả cho bạn mượn mượn tiền sao bạn giật hùi vậy đó. Lên đi luật sư. Luật sư có cái tên nghe hay lắm, viết phản. Làm luật mà phản, đúng không? Anh tính. Ăn ở làm sao? Ăn ở làm sao? Ai ăn ở làm sao chị? Đó, những cái câu nói kiểu đó là giống như là họ đang nói mình đó. Ăn ở sao mà ai cũng đèo quá. Xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơi đừng ơi. Bông lên cho bằng bông lụ. Ơi đừng ơi. Là đôi da đồ lằn à. Mua dữ vậy. Bông rồi lại mấy bông. Là đôi da đồ lằn à. Bông rồi lại mấy bông. Xem chưa, xem chưa. 1, 2, 3. Yeah. Em xem chưa? Đưa bánh cho ta đi. Kiếm tỏa. Có em. Hãy nhận lấy. Kiếm tỏa. Tỏa là cái gì? Kiếm tỏa. Kiếm tỏa. Tỏa là cái gì? Kiếm tỏa. Đi đâu vậy? Ủa? Cấm hiểu lực, anh sao phổ biến lực vậy? Chưa. Trời ơi, nhỏ cầm học lớn lên thật. Kêu lớn lên tù binh người ta hả? Ủa? Nè, anh lộn rồi đó anh. Dặn nè. Trời sao mà chạy về cuối đường liền chưa? Người ta chạy mình. Đúng. Rồi, 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 rồi. Ok. Em ơi, em ơi. Anh ơi, trúng đầu em. Sao? Né nha anh em. Chụp nhắm trụng được né nha. Nè nè nè. Lực tay Hiếu ơi. Cho anh nè em ơi. Bởi vì anh chết sớm nên okay. Đội sẽ chết. Khỏi chừng anh ơi. Lăn đá chạy vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Bật quà. Ủa? Sao em về đây lần vậy? Anh đâu được chạy. Em muốn chơi không vậy hả? Chơi mà né không à hèn. Chắc tôi phải lên trên mới may là thắng với hai được chừng bắt quá.
Vô đi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Em nè. Dạ, trời ơi. Em chết đó. Em để em giải tỉ. Chết rồi. Cầm lại. Chiêu trò đâu, chiêu trò đâu. Chiêu trò gì anh? Lắc léo, xíu lắc léo. Hán nè, lòn hán nè. Rồi, 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 rồi. Rồi, chạy rồi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Hiệp 2 bắt đầu. Em giỡn mặt với tôi hả? Ừ, nói vậy. Ừ. Quá trời. Trời ơi. Bông ơi, bông vỗ của bông. Trời ơi, nói gì nữa. Không chứ. Hiểu dễ tránh lắm nha, hiểu dễ tránh lắm nha. Kệ lắm kệ, lắm kệ. Chụp được anh em, anh em, anh em. Không lỡ em chụp hụt sao? Anh cười quá. Anh em, anh em, anh em. Anh em. Đừng, đừng có lo ném chậu, ném chậu. Nó có người bên sau, ừ, khó chơi lắm. Chuyền qua chuyền lại hoài luôn. Chạy cái gì? Ý, có chừng kìa. Nè, đang nè. Nè. Ui. Ờ, gì à? Chị Bách á. Anh phải tập trung vô. Vậy đó, tập trung vô thôi. Nè. Mình chết. Ah!
Chúng chúng ơi. Đất trước gì? Đúng rồi, đúng rồi. Không, chúng ơi, chúng ơi. Một đều. Một đều. Đất trước, chạm đất trước. Một đều. Anh ơi, về nhà người ta cách nào ta cũng dựng được hết á. Bây giờ coi liền tại chỗ cho anh tôi. Coi liền đi. Anh Giang, em ở sau cái nhà anh đã. Trời ơi, anh rồi. Kiểm tra kia đi. Ờ, kiểm tra. Em kiểm tra không được đâu. Trời ơi, biết bao nhiêu công sức. Chơi mà rất là mệt nha, quý vị ơi. Thế nhưng phải công bằng nữa chứ. Khán giả mới tôn trọng chương trình. Đúng rồi, công lý ở đâu? Đúng. Công lý ngoài Bắc. Công lý ngoài Bắc. Coi rồi, rồi mọi người xóa file phải không? Rồi mọi người vô tình đúng không? Đó là tai nạn thôi phải không? Kỹ thuật của tôi thì đó. Mình hoa này nói nhiều quá hiểu. Bây giờ mình cướp luôn. Trời. Đúng chưa? Đúng rồi. Vừa trúng cái này. Đúng rồi. Trúng anh mà. Anh Giang á. Trúng. Bây giờ, trúng. Bây giờ lấy cái thẻ này bỏ vô cái laptop đi. Đúng rồi, em muốn vậy luôn. Em muốn bỏ vô laptop lại luôn. Pha con Hiếu luôn. Đúng rồi. Anh ra chơi em chơi lại luôn. Hiếu là bị dính vô cái này lên. Đất đừng lên. Bỏ đi anh Giang ơi. Cái đó anh là người hiểu nhất. Mình chơi vui vẻ đó, mình chơi chi game. Anh ơi tu quá. Không phải. Không phải thi đấu đâu. Rằng em còn bỏ được mà muốn dịp cái xuồng nhỏ thôi. Nhưng mà nó dưới đất tưng lên. Thôi bỏ đi anh chơi. Thôi phải đúng. Thôi chạy lại em bỏ qua cho ảnh pha dưới đất tưng lên. Anh ơi. Anh chơi. Dạ trời nghe cái bắp dế mà. Anh ơi. Pha qua thì cho em. Coi lại ba cho em. Dính ngay gót chân. Bỏ đi anh Giang ơi. Là từ dưới gót chân. Gót chân. Bắp dế. Mình tu lên anh ơi. Bị chọi mà. Đúng rồi. Thôi thôi mình tu thôi. Bên ảnh rảnh vậy anh lớn rồi. Thôi thông cảm anh em. Thôi tu thôi. Trời ơi, đừng bỏ luôn. Thôi thấy đó, tôi thấy rồi. Em vui vẻ thôi. Anh tiễn rồi, về ngủ đi anh. Chỉ đất từng lát. Thôi về ngủ đi anh Giang. Anh lớn tuổi. Trong nhà nhà mà bây giờ lấy cái laptop này đi. Thôi rồi anh ơi. Lấy cái laptop nè. Tại sao chỉ một mùa trôi qua mà anh tôi hơn thua như vậy? Rồi bây giờ hai đội có đồng ý là kết quả là câu hai hiệp là huề không ạ? Huề đi chị ơi. Huề đi. Huề. Hiệp 3 bắt đầu. Ơi chết. Sao anh dễ chết vậy? Dễ vậy? Sao anh dễ chết vậy? Anh suy nghĩ rồi. Trời ơi. Quay đi đi. Trời ơi, em để lọt kem. Anh chọi lọt kem. Làm ơi. Hiểu không? Ok, bông chọi mới sức. Bông mà. Bông là sao? Bông chọi được. Bông chọi được đúng không? Anh, em không đâu được. Em không đâu được. Chưa. Đúng rồi, sai rồi. Tôi đã không muốn thương lành rồi. Giỏi. Ủa là tôi bị bắn không? Anh về rồi. Đó. Trời đi qua lấy. Trời ơi. Ủa. Trời ơi. Em chết được lắm. Xin lỗi, xa cái. Cái gì vậy?
Hay quá chị ơi, mày thua. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ chị đồng đội. Hiệp 4 bắt đầu. Xíu nữa anh đứng lên, chuyền cái này cái là trời chúng ta trời đi nè. Trời ơi, mày gọi là hai. Trời ơi, võ công cao cường. Làm gì đúng. Trời ơi, lịch sử lặp lại nữa. Rồi chạy lên trên đứng đứng. Nữa. Nữa. Dính cẩn thận thật. Đúng rồi. Trời ơi. Chết là sao một mình em vậy? Trời ơi. Đỡ cho cái bông, đỡ cho cái bông. Đúng rồi, đúng rồi, hai người luôn. Không, chúng em chưa qua. Dài nha bông ơi. Hiếu. Lập lên, lập lên. Chụp anh Tuấn ơi, cái nào chụp được thì chụp. Tuấn ơi, Tuấn ơi, cái nào chụp được thì chụp. Tuấn ơi, chụp đi, trời ơi, chụp đi, trời ơi, trời ơi, Lam, Lam, trời ơi, Lam ơi. Trời ơi, tôi chán đội tôi ghê luôn á. Vui lên thôi anh em ta cùng dòng chơi, đôi chân đi muôn nơi khắp trời không người. Từ vùng núi đất đá đến biển khơi bao la, giơ đôi tay ta bay lên về xa vời. Và hòa sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi. Cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, ta chỉ cần dừng cho đất nước ta mang trong hành trình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng đôi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Mình phải chập chờn hoài, chập chờn gì cơ? Sao thấy tụi mình tàn tạ vậy? Được đi dỗ là dỗ luôn á. Quay qua thấy nghe giật mình luôn á. Mắt thằng này em nó sưng như hai hộp nhãn rồi. Kiến cắn. Lúc giờ đỡ đi rồi chị mắt lấy thức. Thuốc cho. Mắt sao nó sưng như là trái nhãn gì đó. Rồi đó cái thời gian mà anh giết kiến nhiều hơn thời gian ngủ mà. Ghê. Anh sấy luôn. Trời ơi chết rồi. Nè bôi tay trước đi. Đợi chút xíu đi rồi lấy thuốc. Qua là anh là người xuất hiện đầu tiên. Cho nên cái nệm là anh thấy rõ lắm. Dạ. Yeah. Cái này chắc dị ứng á, nhìn mắt này là mắt dị ứng ấy, không phải bị cắn hả? Mắt này bị trừng phạt, qua nó ổn quá. Sao vậy? Trời ơi, hôm qua nó vô núi mắt thần. Nó nói xấu chủ nhớ không? Đúng rồi, nó tị hiềm với mắt thần. Trời ơi, giờ bây giờ nó thành mắt bập luôn rồi. Thật ra tôi đi nhấn mí. Nói chị tá thêm thuốc dị ứng nha. Cái này là rất bị dị ứng chứ không phải bị cắn. Đúng rồi, em thấy giống như nổi mề đay gì vậy. Bị mề đay. Chúng tôi xin phép đứng xa xa một tí. Các bạn đang có mặt tại làng đá Khủy Ki, Cao Bằng. Đây là một ngôi làng đã 400 năm tuổi. Trong quá khứ, khi nhà Mạc lên đất Cao Bằng để xây dựng các công trình để phòng thủ, những ngôi nhà bằng đá được xây lên như những pháo đài rất vững chãi. Ngôi làng này được xây nên bởi đồng bào người Tày ở Trùng Thánh. Người Tày có tập tục thờ đá. Họ quan niệm xem đá là cội nguồn của vũ trụ, là trung tâm của sự sống. Trước đây, nơi này được xây cất hoàn toàn bằng đá. Còn bây giờ,
Để thuận lợi cho cuộc sống, người ta cũng sử dụng thêm các vật liệu khác. Và sáng hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi liên quan đến đá. Thử thách sau đây mang tên xây thành đắp lũy. Hai đội lần lượt cử từng người thi đấu theo cặp. Mỗi người sẽ đeo một công cụ kích điện massage lên tay. Rồi. Các bạn phải xếp chồng đá của mình lên cao nhất có thể. Nếu tất cả số đá được sử dụng hết, đội nào xây tháp đá cao hơn sẽ giành chiến thắng. Hoặc đội nào làm đổ tháp đá của mình trước sẽ thua cuộc. Và cái game này quyết định ăn sáng nha. Rồi, sáng ngon không chị? Ở đây có món đặc sản bánh cuốn Cao Bằng. À, bánh cuốn Cao Bằng, bánh cuốn ngon á. Bánh cuốn nhà rồi, bánh cuốn. Rồi, vô. Hỏi tinh thần ngôi, ta là thần. Bớt rồi đó. Ta sẽ thắng ngư. Bớt thấy rồi đó. Nè, ba rồi. Con sâu cố lên. Ba con sâu, đừng làm sâu canh nữa. Đừng để sầm sầu nồi canh. Sáng nay vẫn là ba con sâu hả? Chúng tôi là bây giờ là có đá cho nên cần sự vững chãi, cho nên đội tụi em quyết định là đội thở hô, thở hô. Yeah. Cố lên. Không có chơi đá đó. Cố lên. Không có chơi đá đó. Bóc lộn. À, là lộn thôi mà. Tại đá giống nhau quá chứ kế làm có tâm. Ủa chạy đi. Phải làm chân, phải làm chân, ba chân mới cao được. Đụng xuống đi. Trời ơi. Coi chừng ảnh cao hơn anh á. Coi chừng ảnh cao hơn đó. Nhưng mà còn bên đây còn chân vững mà, lo gì. Hai anh đang ok nha. Rồi thôi. Anh đi cái cục đá này. Anh đi hết giờ rồi. À, gió ha. Rất là thua à. Nãy quy định rồi mà. Cục đá chứ đâu phải là do ấy đâu. Gió gì cũng vậy hết trơn á. 3 2 điện mà, xung điện mà. Bắt đầu. Ây da, sao nó mạnh nhất, nó nhức dữ vậy? Ây da. Ôi, nó lộ cơ bắp ra luôn kìa. Chuyện đó, đó. Nó xuống giò luôn. Nó có cái nhịp của nó đó. Ủa, cầm không nổi luôn. Cái bẻ tay hả? Ờ, có ba. Sao biết? Canh cái nhịp, canh cái nhịp, canh cái nhịp. Em mở cái áo lên nó rít. Nó được đều luôn à? Ủa gì vậy? Em làm quá là cái chuyện đó. Ừ, và cái xiết đó, cái sấy nồng của nó đau ghê. Sấy nồng à? Cái sấy nồng của nó đó. Đúng rồi. Nè, sấy đều lâu lâu sấy cái hay là sấy đều. Nè, nó đang sấy nồng nè, nè, cái nè. Đó, nó rút lên mà nó tạch 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 rồi nó rít lên cái tạch tạch tạch. Cầm viên nào để nó hỗ trợ. Sao khổ vậy? Ừ, vậy cái này vô trọng đúng. Đúng rồi. Quen rồi. Đừng ném đá tôi. Bác sĩ, thằng em tôi bệnh nhân án sao rồi? Đây là một trường hợp đặc biệt, tai biến muộn. Trời ơi, khả năng sẽ tái đi tái lại nhiều lần. Đây. Phần có phần bằng dưới, phần bằng dưới. Bây giờ ghê quá, sao nó đau dữ vậy? Nó sẽ có những cái cú tuyết. À, sao anh lên 14 vậy? Xin lên 14 đi cho nó bước qua luôn. Anh ơi, nó lên 16 rồi. Em cơ nhiều quá, phải lên 16. Anh, cho em lên 16 luôn. Em chấp anh luôn, anh sợ chấp 17 nè. Trời anh ơi. Chơi không? Ờ, ngon à. Em 18 nè. Em 18 nè. Maximum ra.
mắt nó không bóng cái rồi. Trời ơi. Mắt gầy. Mắt gầy luôn. Ui mát rồi. Ôi, đau cơ quá. Mai nó bốc khói rồi. Ê sao nó đau quá vậy, sao nó kiến đau quá vậy? Ai biểu dặn lên tới 19. Từ từ, thở đều. Để cái này sáng vô tí nè, để tất cả tổng bộ thống sáng vô. Quá vậy? Bền quá. Từ từ, không, để đó lên trước. Tổng bộ thống sáng vô. Bên kia thua rồi. Thua gì? Chưa, bên kia thua chắc rồi. Thua. Vô đây. Bà để cục này lên tao ăn. Con kia ơi, này hỡi con kia ơi. Lên đi em ơi. Good. Nó lên được nữa mà em không lên được. Được chứ anh, điên khùng. Em là qua cái dốc sự nghiệp rồi. Điên. Rồi. Nhẹ từ từ. Anh đang có Hiếu ơi. Ây da. Anh bình tĩnh rồi, ok Hiếu. Chịu hết em rắc muối hay gì mà em run như vậy? Ây da. Từ nhấp rồi. Từ nhấp rồi. Chưa, bà Lưu. Chưa. Em phải còn giữ được. Chưa, mọi người. Nè. Sự nghiệp của em đó. Trời ơi. Anh là vợ tôi. Ê, sao giống như hôm qua hả? Hai bạn này chơi trước rồi, tới tôi không cần chơi luôn á trời. Mẹ chơi, chưa đãi. Thì ra đội mình là đội thợ hồ đồ. Đúng. Tăng lát nhớ tăng lên 18 nha. Đúng rồi. Nó đang gõ. Đâu? Cái này nhầm nhò gì? Trời ơi, anh Giang nói gì gà luôn kìa. Trời ơi. Đẹp hình đẹp dạng quá. Trời ơi. Đẹp hình đẹp dạng quá. Nó gõ. Ê, mẹ già vượt qua luôn hả? Đồ cảnh giới rồi. Mẹ già có cười đâu mà không vượt. Đau, đau lắm. Mà mình đừng nghĩ tôi đau. À. Mà vẫn đau nha. Nổi gì gà luôn á. Đau lắm. Đau nha. Cái mặt nó ít quá em phải lấy cục bự á. Cục này nè. Dạ. Má ơi. Nói về xây dựng tổ ấm thì ai qua được ông già của tôi. Thấy chưa? Đó. Kinh nghiệm. Đây mà ngã thì tổ ấm cũng... Rồi, đứng nghỉ ngơi xíu đi. Ổn em, sao tức vậy? Tức đội mình hả? Có, không điều khiển được cái ta. Mẹ xây hết đá luôn á chứ. Mẹ đá luôn được. Đưa đồ chắc vô. Ừ, đúng. Xây viên đá từ đầu, ấy đó. Xây viên đá từ đầu là đã sai rồi. Mẹ xây chứ ơi, như cái lỗ này hơi lỏng rồi mẹ ơi. Thì cái cuối cùng bạn sẽ cho viên lên ở giữa nè, hiểu không? Ờ. Hay, thấy chưa? Thay dày rồi sao lên? Anh hy vọng không? Không. Trời ơi, bình thường. Vô cơ. Vô cơ à? Ê. Hay quá. Được, cân bằng rồi. Hay quá. Đừng có động gì nói nha. Mà cục sau để đây mới là lo nè. Em rớt trước, em rớt. Em ơi, bà nó rớt. Không bao giờ rớt được. Rớt. Trời ơi. Được, còn nước còn tát. Hiểu, được em. Được. Rồi. Được. Vô cái góc đi. Rồi, kiếm góc đi. Chắc mình kết thúc cuộc chơi luôn, vô họ xếp đấu tăng ha. Hay quá em ơi. Rồi tiếp được. Rồi. Vẫn đang thắp hơn mình mà lo gì. Trời ơi. Không, cục này nè. Trời ơi, mẹ già kêu nãy giờ cao nhất á. Thôi thua đi, không bằng đâu. Còn nước còn tan mà anh. Còn nước còn tan. Hay quá. Đúng rồi. Mẹ ơi, kêu quá. Lên được không? Trời đó, sao? Hết đá luôn. Còn cục nữa hay là chơi luôn? Thôi, mẹ ơi. Nghiêng rồi. Trời, bây giờ hết đá. Nè. Ôi, cái tay rung.
Rồi tay đông rớt rồi, thua rồi, thua rồi. Chưa đổ. Cô chu này mẹ gãy rồi. Ngon luôn. Mẹ ơi. Ok luôn. Cái gì đây? Đừng. Trời ơi, chỗ thợ xây ta đang làm. Chủ thầu đừng có làm ý kiến gì hết. Tôi thấy có sự tác động vật lý nhẹ. Đây, đây, bên kia sắp rớt rồi. Bên kia sắp rớt rồi. Hiếu ơi. Thôi tôi thua rồi. Hay quá. Hiếu đã thắng nha. Vậy cũng thắng được, quá giỏi. Nẻ thiệt. Vậy cũng vẫn thắng được. Rồi. Vậy cũng chấp nhận được. Quá thiệt. Trong cuộc Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.